Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Đã trở lại với kênh của Chí nha các bạn. Thì hôm nay Chí đang đi ra ngoài hướng cầm diều ở huyện Trà Vinh mình ha. Bây giờ Chí sẽ quay ngoài cầm diều cho các bạn cùng xem nha các bạn. Hôm nay mọi người đi ra ngoài đây thấy diều rất là đông các bạn. Đây hôm nay đang quá trời diều. Quá trời mọi người luôn. Đây phía dưới là quán nước nha các bạn. Đây phía trên rất là nhiều nhiều ha. Đó. Sườn cá bùi viên chi. Ở cái khu vực này rất là rộng á các bạn. Ở đây thì cũng có rất là nhiều công ty.